Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn chủ đề bí quyết làm việc ít thất bại. Có câu nói rằng khi bạn thành công, người ta có thể tha thứ cho bạn tất cả. Có nghĩa là gì? Kẻ thắng là vua. Trong làm việc cũng vậy các bạn, trong sự nghiệp cũng vậy, mà trong kinh doanh cũng vậy. Và câu nói thứ hai của tỷ phú Lý Gia Thành nói rằng: tôi không phủ nhận rằng thời thế tạo anh hùng, nhưng đối với bản thân tôi gần như chắc chắn không dựa vào may mắn. Tôi thành công nhờ chăm chỉ làm việc để đạt được những mục tiêu của bản thân. Và có một điều tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng, nhất là những người trong kinh doanh, nhất là những người khởi nghiệp, nhất là những người đưa ra sản phẩm mới trên thị trường, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, vân vân, thì các bạn thường thường thành công là không nhiều nhưng thất bại rất nhiều, thường rơi vào những trường hợp sau đây. Thứ nhất, họ không nghiên cứu kỹ thị trường. Họ tung sản phẩm ra ồ ạt. Họ làm theo cảm tính. Họ nghĩ rằng sản phẩm này khách hàng thích, hàng hóa kia thị trường sẽ đón nhận, và dịch vụ nọ sẽ được mọi người hưởng thụ. Họ không tìm hiểu, họ không nghiên cứu thị trường, họ không làm thử. Đó là những cách làm mà thất bại rất nhiều các bạn. Và riêng bản thân tôi, 20 năm kinh doanh trước, tôi cũng rơi vào cái cầm bẫy này. Nghĩa là không điều nghiên trước thị trường, không tìm hiểu cái nhu cầu của khách hàng, và không hiểu được cái thị phần đối thủ cạnh tranh. Suy nghĩ lớn và đầu tư lớn, làm ao ạt mà thiếu cân nhắc, thiếu sự chuẩn bị, thiếu sự nghiên cứu. Vì vậy, bí quyết để làm việc thành công nhiều, thất bại ít là các bạn cần có những cái giải pháp như là Warren Buffett đã từng nói: dù bạn tài năng hay nỗ lực đến đâu, bạn vẫn cần cái thời gian để đạt được thành công. Điều này cũng giống như cái việc bạn không tạo ra đứa bé trong một tháng bằng cách làm cho 9 người phụ nữ cùng mang bầu một lượt. Đó là điều không thể. Bạn phải mất thời gian là 9 tháng 10 ngày thì mới có một em bé. Bạn hãy nhớ điều này. Và quy trình làm việc để ít thất bại, dễ thành công là các bạn cần có 4 bước cơ bản sau đây. Bước đầu tiên là nói, là suy nghĩ, là sự chuẩn bị. Bạn phải có những người thầy, những chuyên gia, những quân sư, những nhà tư vấn hướng dẫn phương pháp, hình thức, kết quả của công việc. Nghĩa là bạn phải có ý tưởng, phải có kế hoạch, phải có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trước, hình dung trong đầu, rồi thể hiện ra bằng giấy. Đó là những bước đầu tiên. Bước thứ hai là các bạn phải làm cái hình mẫu. Bắt bạn làm hình mẫu rồi bắt các bạn sửa đi, chỉnh lại nhiều lần, lấy ý kiến đóng góp của nhiều người từ trong phòng thí nghiệm, từ những chuyên gia. Đó. Để học tập, để làm quen. Đó là bước thứ hai. Mà thông thường người ta, những người thất bại nhiều là do cái bước thứ hai này họ không có làm. Tôi lấy ví dụ iPhone mà ra đời đó các bạn, là trong phòng thí nghiệm đó, họ phải làm đi làm lại rất nhiều lần cái hình mẫu. Và những cái sản phẩm và những doanh nhân, những doanh nghiệp thành công đó, họ đi làm lại rất nhiều lần, cũng như giống như Thomas Edison thử dây tóc đèn 10.000 lấy một lần là sau đó mới thành công. Và bước thứ ba là các bạn cần, rất là quan trọng, các bạn cần phải làm là làm thử. Sau khi làm mẫu rồi thì các bạn tiến hành làm thử. Các bạn đưa cái sản phẩm như thế, các bạn đưa vào sản xuất thử và có đúc kết, có rút kinh nghiệm, lấy ý kiến từ các chuyên gia.
Nhất là những công việc hệ trọng, những sản phẩm hệ trọng phức tạp, đòi hỏi trình độ cao, các bạn cần phải thận trọng, cần phải cân nhắc, cân đong đo đếm về chi phí, về thời gian. Và những hội nghị khách hàng, những cuộc cho khách hàng nếm thử, trải nghiệm thử về sản phẩm, đó là rơi vào cái giai đoạn thứ ba, giai đoạn làm thử. Bạn thường thấy Coca-Cola, Pepsi hoặc một số công ty, doanh nghiệp về nước giải khát và thực phẩm, trước khi họ tung ra thị trường, họ mở những cái đợt hội nghị, những cái hội chợ, triển lãm cho khách hàng họ dùng thử, xin ý kiến của họ. Và lúc đó, khi họ về, họ có những kinh nghiệm, họ có những cái tổng kết, hoặc bắt đầu, họ bắt đầu bước thứ tư là bước làm thật. Khi họ rút kinh nghiệm, họ đánh giá được thị trường, họ đánh giá được nhu cầu, họ đánh giá được những ưu khuyết điểm, họ khắc phục những nhược điểm, họ phát huy những ưu điểm, làm cho sản phẩm nó hoàn chỉnh, hàng hóa dịch vụ nó hoàn chỉnh. Cuối cùng là họ mới đưa ra thị trường thật về sản phẩm thật của mình. Đó. Đây là giai đoạn cuối cùng bạn làm thật với thái độ 100%. Tuy nhiên, những sản phẩm thành công, những dịch vụ hàng hóa thành công, bước này cũng không phải là gọi là bước cuối cùng, mà họ vẫn theo dõi thị trường, tìm hiểu thị trường để họ rút kinh nghiệm. Có thể cần phải chỉnh sửa, cần phải điều chỉnh để rút kinh nghiệm và làm cho cái sản phẩm càng ngày càng giá trị hơn, chất lượng hơn. Đó là quy trình 4 bước mà các bạn cần phải nắm. Tôi tóm lại, thứ nhất là các bạn phải lên ý tưởng, lên kế hoạch, có sự chuẩn bị trước về mô hình sản phẩm dịch vụ hàng hóa của mình. Bước thứ hai là các bạn làm hình mẫu, các bạn đưa ra, làm hình mẫu, đưa ra trong phòng thí nghiệm, làm đi làm lại rất nhiều lần. Đó. Và bước thứ ba là các bạn làm thử cho khách hàng dùng thử, khách hàng trải nghiệm. Và bước thứ tư là sau khi cho khách hàng trải nghiệm rồi, và các bạn có kinh nghiệm rồi, thì mới là làm thật, sản phẩm thật. Và sau đó tiếp tục theo dõi, nghiên cứu và lắng nghe ý kiến khách hàng để làm cho sản phẩm của các bạn càng ngày càng chất lượng, càng ngày càng giá trị và cập nhật theo thị hiếu khách hàng. Nếu các bạn thấy video clip này hay, giá trị, các bạn hãy rủ bạn bè, người thân like, đăng ký kênh YouTube Tiến sĩ Lương Tư. Chào các bạn.